Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo cáo trạng năm 2007, Trương Xuân Đức sinh năm 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979, quản lý, điều hành công ty cổ phần Khánh Dung, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Trương Xuân Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty. Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Trương Xuân Đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và người thân quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Trương Xuân Đức cùng vợ đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng. Khi biết công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra hành vi của mình, Đức bỏ trốn và chỉ đạo Ngọc Anh tới gặp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội. Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu tác động chạy án cho Trương Xuân Đức, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca đã 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỷ của vợ chồng Trương Xuân Đức nhờ chạy tội. Cụ thể, từ cuối tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên. Lần đầu, vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, Trương Xuân Đức rút 8 tỷ từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỷ đồng, rồi đựng trong hai túi du lịch tối màu, đi xe về thành phố Thái Bình nhờ người quen chuyển cho Ngọc Anh. Sau khi nhận 10 tỷ đồng, Ngọc Anh mang đến phòng khách nhà ông Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói chỉ chuẩn bị được 10 tỷ đồng, nhờ ông Ca giúp chạy tội cho Trương Xuân Đức, ông Ca đồng ý. Khoảng một tuần sau, nhiều lần qua hỏi ông Ca về việc lo chạy án, nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía công an tỉnh Quảng Ninh, nên Trương Xuân Đức lo lắng. Về nhà lấy tiếp 5 tỷ đồng, rồi đến nhà ông Ca. Khi đến nơi, Đức mang tiền để vào trong phòng ngủ tầng 1 nhà ông Ca và nói chuyện về việc đưa thêm số tiền 5 tỷ đồng, tiếp tục nhờ chạy án, ông Ca đồng ý. Lần thứ 3 vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, nhận thấy công an tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình, nên vợ chồng Trương Xuân Đức quyết định đưa thêm 15 tỷ cho ông Ca để lo chạy tội. Trương Xuân Đức nhờ TTNQ, giám đốc một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng, rút số tiền 14,970 tỷ đồng từ tài khoản của Đức, sau đó thêm 30 triệu đồng cho vào hai bao vải đựng tiền của ngân hàng rồi thông báo cho vợ đến nhận. Theo yêu cầu của Đức, TTNQ chỉ đạo nhân viên lái xe ô tô của ngân hàng chở Ngọc Anh đến nhà ông Ca. Nhân viên này còn giúp Ngọc Anh xách hai bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông Ca, sau đó đi về. Ngọc Anh nói đã mang đến 15 tỷ và đưa cho ông Ca xem bản chụp tờ công văn của Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của chồng mình tại cơ quan thuế để ông Ca lo chạy tội cho đúng. Lần thứ tư vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, thấy việc chạy tội chưa có kết quả nên Đức chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đến đưa cho ông Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói đưa thêm 5 tỷ đồng nhờ ông Ca chạy tội giúp Đức vì tình hình quá nguy cấp. Sau khi nghe Ngọc Anh cho biết Đức vẫn đang lẩn trốn, ông Ca đã nói chuyện qua điện thoại với Đức và bảo về gặp mình. Hôm sau, vợ chồng Đức đến gặp hỏi về kết quả chạy án, nhưng ông Ca vẫn nói chưa nắm bắt được thông tin gì từ phía công an tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, ông Ca bảo Đức về nhà một mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc, nhưng Đức từ chối. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đức lại cùng vợ đến nhà ông Ca để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông Ca nói đã lo xong việc ở công an thành phố Hải Phòng, còn ở công an tỉnh Quảng Ninh thì đã nhờ người đàn ông tên G lo xong việc. Ông Ca bảo Đức cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Đức và Ngọc Anh tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt,
Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca để hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng. Nhưng ông Ca không trả lại tiền. Ông Ca còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan nhiều tài sản của gia đình ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thu giữ để tiếp tục xác minh. Hội đồng xét xử đánh giá những tài sản này không liên quan đến vụ án nên không có cơ sở để xem xét giải quyết. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đọc bản cáo trạng và nêu tội danh của từng bị cáo. Sau khi được hỏi, toàn bộ các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng và tội danh. Ngoài ra, các bị cáo đều đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính để mong sự khoan hồng của pháp luật. Cũng tại phiên tòa, khi được hỏi về các công ty ma đã thành lập để mua bán hóa đơn, bị cáo Trương Xuân Đức cho biết chỉ nhớ tên doanh nghiệp thành lập đầu tiên, còn những công ty khác sau này bị cáo không nhớ nổi tên. Bị cáo Trương Xuân Đức nói tại phiên tòa, tổng cộng có 26 công ty được thành lập nhưng bị cáo chỉ nhớ tên công ty cổ phần Khánh Dung, tên các công ty còn lại không nhớ. Khi tòa hỏi về các hành vi buôn bán hóa đơn thu lợi bao nhiêu, bị cáo Đức trả lời không nhớ. Bị cáo này chỉ nói số tiền thu lợi từ việc làm phi pháp trên đã dùng chủ yếu để mua đất đai. Khi bị bắt, bị cáo đã chủ động khắc phục 1,7 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng đã thu giữ một vài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể bao nhiêu thì Đức không nhớ. Về phần vợ Đức, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh khi được chủ tọa phiên tòa hỏi thì không trả lời gì ngoài việc nói rất hối hận và cảm thấy ăn năn. Điều khó hiểu, khi thẩm phán hỏi cơ quan công an có thu giữ tài sản gì khi khám xét nơi ở, bị cáo Ngọc Anh nói không thu giữ gì. Điều này trái ngược với lời khai của chồng bị cáo. Trong phiên tòa, việc đối chấp về số tiền 35 tỷ đồng giữa vợ chồng Trương Xuân Đức và cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã nhận được nhiều sự chú ý. Trả lời hội đồng xét xử về mục đích nhận số tiền trên, bị cáo Đỗ Hữu Ca khẳng định không hề nói với bị cáo Ngọc Anh, vợ của Trương Xuân Đức, phải cầm tiền đến để chạy tội. Cựu giám đốc công an Hải Phòng nói, Ngọc Anh đến nhà tôi rất nhiều lần, kêu khóc rất nhiều, nói đi nói lại là anh cứu em. Tôi coi Đức như em trai của mình, rất lo cho Đức, cố gắng lo cho Đức. Tuy nhiên tôi có quan điểm cứu Đức nhưng phải theo đúng quy định pháp luật. Đã lấy tiền của nhà nước là phải bồi hoàn thiệt hại để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Về số tiền 35 tỷ đồng, bị cáo Ca khẳng định đã nói với Ngọc Anh rất kỹ, nói về số tiền khắc phục hậu quả chứ không hề nói với Ngọc Anh về việc mang tiền đi chạy tội, đồng thời nói rằng không hề bảo Ngọc Anh mang tiền đến nhà. Về những lần Ngọc Anh mang tiền đến, bị cáo Ca khai rằng rất bất ngờ vì Ngọc Anh mang đến nhà số tiền rất lớn. Cựu giám đốc công an nói cách chuyển tiền của Ngọc Anh không có địa chỉ đến, không có sổ sách, không nói rõ tiền này là tiền gì, không nói rõ số tiền bao nhiêu. Bị cáo Ca khẳng định, đầu tiên tôi nghĩ Đức đi vắng, nhà có ba mẹ con, mang tiền đến nhà tôi gửi. Tôi vẫn bất ngờ, nhưng nghĩ anh em với nhau, trong lúc khó khăn giúp nhau, tôi không nói gì cả khi Ngọc Anh để tiền đó. Tôi không biết là vợ chồng Ngọc Anh mang tiền đến chạy tội. Cựu giám đốc công an cho rằng đến cuối cùng, cái sai của mình là chủ quan, nghĩ rằng đây là tiền khắc phục hậu quả nên không hỏi đây là tiền gì. Bị cáo Ca nói, tôi không ý thức gì về số tiền này để chạy tội, nhưng tự dưng thành mặc nhiên tôi chấp nhận việc chạy tội cho Ngọc Anh. Đó là cái sai thứ nhất. Tôi cũng không cất đi, không kiểm đếm. Đến khi tôi nhận thấy rằng tiền này liên quan đến vụ án, tôi mới chủ động giao nộp cho cơ quan công an để điều tra. Đến khi cơ quan điều tra công bố, tôi mới biết đó là 35 tỷ. Tôi không có ý đồ gì chiếm đoạt số tiền này. Cựu giám đốc công an cũng không thừa nhận về việc Ngọc Anh có đến nhà đòi tiền. Ông Ca khẳng định, sáng ngày 4 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh có đến nhà tôi, chỉ nói về việc Đức đã bị bắt và không nói gì về việc đòi tiền. Số tiền đó chỉ cách chỗ Ngọc Anh ngồi 3 mét. Nếu Ngọc Anh xin lại thì tôi mừng quá, tôi trả lại ngay. Bị cáo Ca khẳng định trước tòa rằng mình có hành vi nhận tiền nhưng lừa đảo thì không. Cựu giám đốc công an khẳng định, tôi không dám kết luận là viện kiểm sát truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không đúng. Từ đầu đến cuối tôi toàn bị động. Chỉ có một lần chủ động là đem tiền đưa cho cơ quan điều tra, phục vụ điều tra, khi mà chưa bị khởi tố. Tôi rất buồn khi có người anh dám làm không dám nhận. Trái với những lời khai của cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng Trương Xuân Đức khẳng định mang tiền đến nhà Đỗ Hữu Ca là để chạy tội, do bị cáo Ca đề nghị. Nói về mối quan hệ với bị cáo Ca, Trương Xuân Đức nói rằng coi ông Ca như anh trai. Bị cáo Đức nói trước tòa, tôi vào tù vì tội mua bán hóa đơn, dẫn đến anh Ca cũng bị tù tội, tôi rất buồn, sống không được, chết cũng không xong.
khi được hỏi về việc đưa tiền cho bị cáo ca để chạy tội. Trương Xuân Đức khẳng định đó là tiền để chạy tội. Tuy nhiên quá trình như nào thì không nhớ, khẳng định đúng như cáo trạng Viện Kiểm sát đã công bố. Khi được đối chất với cựu giám đốc công an về số tiền này, Trương Xuân Đức cho rằng việc đưa tiền cho ông ca để chạy tội là rõ như ban ngày. Trương Xuân Đức nói, tự dưng tôi cứ cầm tiền đến mà không có việc gì thì chắc đó là điên. Đây là biện luận của anh ca, vô cùng phi lý. Nếu anh ca không nhận, chỉ cần anh ca nói chân tình với tôi, đưa tôi ra pháp luật thì án của tôi chỉ từ 1 đến 5 năm thôi. Chứ giờ tôi không phải đứng đây để nhận thêm cái tội đưa hối lộ như này. Tôi buồn lắm, anh ca nói không phải lừa, nhưng đó là lừa đảo hoàn toàn vợ chồng tôi. Trương Xuân Đức bày tỏ sự chán nản trước những lời khai của bị cáo ca. Tôi rất mệt, rất buồn, không muốn trả lời gì nữa khi có người anh dám làm không dám nhận. Về phần Ngọc Anh, khi được đối chất về số tiền 35 tỷ, bị cáo này cho biết khi đến nhà bị cáo ca có nói rõ đây là tiền chạy án, mọi việc y như lời bị cáo đã khai trong quá trình điều tra thể hiện ở cáo trạng. Bị cáo Ngọc Anh nói, ngày hôm đó bị cáo có đến nhà anh ca nói về việc chồng mình bị bắt, anh ca đuổi về và không trả lại tiền. Bị cáo luôn tôn trọng anh ca, chẳng có ý kiến gì. Hai bên gia đình có tình cảm rất lâu rồi, khi bị anh ca đuổi về thì bị cáo buồn lắm, chỉ biết đi về thôi. Khi nói về cách xử lý số tiền 35 tỷ đồng này, vợ chồng Trương Xuân Đức đều mong muốn tòa trả lại số tiền này. Trương Xuân Đức nói đây là số tiền bị cáo tích góp từ bé tới giờ. Phần xét hỏi đi vào thế trái chiều khi một bên khẳng định đây là số tiền chạy án, một bên khẳng định không rõ mục đích số tiền này. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói rằng thái độ của bị cáo Đỗ Hữu Ca là không có lợi khi cứ chối quanh co. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Đỗ Hữu Ca nghĩ như thế nào về việc người mình coi là em trai nói những lời như thế trước tòa, bị cáo Ca không trả lời, đồng thời cũng từ chối trả lời về việc nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phiên xét xử khi kết thúc phần tranh tụng, được nói lời sau cùng, bị cáo Đỗ Hữu Ca trình bày khá dài, trong đó có đề cập đến mối quan hệ với bị cáo Trương Xuân Đức. Bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng nhắc lại việc coi Trương Xuân Đức như em ruột trong nhà, rất xúc động khi Đức nhiều lần tới nhà chăm sóc mẹ của bị cáo Ca lúc bị bệnh. Bị cáo Ca phân trần tại phiên tòa, tôi rất buồn, tôi không có tiền cho Đức thì thôi, chứ tôi không bao giờ có ý lừa tiền của Đức. Cuộc sống của tôi không khó khăn đến mức phải đi lừa tiền người em của mình. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng Trương Xuân Đức để sớm trở về chăm sóc người thân. Cũng tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Hữu Ca cho biết bản thân vô cùng đau khổ và hối hận, gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ngành công an và thành phố Hải Phòng. Sau lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành công an, ông Ca nói lời xin lỗi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Theo ông Ca, đây là nơi đã cưu mang, đùm bọc và dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp trong thời gian qua. Nhưng tôi đã làm cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân rất thất vọng về tôi. Tôi vô cùng đau khổ, vô cùng đau xót. Bị cáo Đỗ Hữu Ca cũng bày tỏ sự hối hận, đau xót vì nỗi lầm của bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ông Ca nói lời sau cùng, bản thân tôi suốt thời gian gần 50 năm miệt mài công tác, gia đình, anh em, bạn bè thiệt thòi nhiều vì tôi. Đến cuối đời, tôi vì nể tình mà phạm tội để gây ra biết bao nhiêu hậu quả. Tôi chưa làm gì được giúp đỡ cho gia đình cả, thế nhưng đến cuối đời vì sự chân thành mà đem thân già đầy bệnh tật vào trại giam công an tỉnh Quảng Ninh, tạo nên gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Một lần nữa tôi rất đau khổ và hối hận. Tôi chỉ biết xin với quý hội đồng và xem xét các yếu tố khoan hồng cho tôi được giảm nhẹ hình phạt, sớm được trở về chữa bệnh cho bản thân mình, đỡ gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Ngoài việc xin hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án cho bản thân, bị cáo Ca cũng xin giảm án cho Trương Xuân Đức, người mà bị cáo coi như em trai vì hoàn cảnh gia đình Đức hiện tại rất khó khăn. Trong khi đó, hai vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức cũng xin giảm nhẹ tội cho bị cáo Ca. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ Đức cho rằng, sự việc này là do mình chủ động nhờ vả ông Ca giúp đỡ. Giờ hậu quả thế này là điều không ai mong muốn. Bị cáo Ngọc Anh mong muốn hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ca và các bị cáo khác. Trước đó, ông Ca thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội. Ông Ca cho biết, ông đã suy nghĩ rất nhiều về những câu hỏi của hội đồng xét xử và viện kiểm sát. Ông thấy nhận thức của mình chưa rõ. Ông Ca trình bày trong lời khai trước đó, tôi với vợ của Đức cũng đồng quan điểm với nhau nhưng không trao đổi với nhau, không hiểu ý nhau nên đã có những hành vi sai phạm như cáo trạng của viện kiểm sát đã truy tố. Tôi nhận thức được hành vi phạm tội của mình đúng như kết luận của viện kiểm sát đã nêu.
Do tuổi đã cao, việc cập nhật các vấn đề liên quan đến pháp luật còn hạn chế, nên chiều qua tôi có những ý kiến chưa được thông suốt. Tôi xin chân thành cảm ơn quý hội đồng xét xử và quý viện kiểm sát đã giải thích cho tôi hiểu về hành vi sai phạm của mình. Tôi nhận thức được hành vi sai trái của mình và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho tôi. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Trương Xuân Đức tâm phục khẩu phục với việc xét xử của hội đồng xét xử. Bị cáo Trương Xuân Đức nói, vẫn coi ông Đỗ Hữu Ca là anh trong nhà và mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo Ca. Còn bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh đã khóc khi được nói lời sau cùng, trình bày có con nhỏ, mẹ già nên mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về chăm sóc gia đình. Sáng ngày 11 tháng 4, phiên tòa xét xử cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục phần xét hỏi. Mở đầu phiên xử sơ thẩm ngày làm việc thứ hai, luật sư của bị cáo Đỗ Hữu Ca đã xin phép chủ tọa phiên tòa cho phép được quay lại phần xét hỏi đối với thân chủ của mình, bởi đây là nguyện vọng của thân chủ. Chủ tọa đã chấp thuận đề nghị này. Luật sư Bùi Phương Lan đặt câu hỏi với ông Đỗ Hữu Ca về nhận thức của bị cáo với hành vi nhận 35 tỷ từ vợ chồng Trương Xuân Đức có thay đổi gì so với khai báo tại phiên tòa hôm mùng 10 tháng 4. Đứng trước bục khai báo, ông Ca giọng run run nói xin nhận tội đúng như cáo trạng của viện kiểm sát truy tố. Ông Đỗ Hữu Ca giải bày, đêm qua tôi về suy nghĩ rất nhiều, bị cáo thấy nhận thức của mình chưa rõ, chưa tương xứng với hành vi của mình. Tôi nghỉ hưu đã lâu, suy nghĩ pháp luật lỗi thời, tuổi già nua nên tiếp cận cái mới khó khăn. Hôm qua tôi khai trước tòa, tôi với Ngọc Anh không đồng quan điểm, không hiểu ý nhau nhưng vô hình chung, tôi đã tiếp nhận ý của bị cáo Ngọc Anh nhưng tôi không cầm tiền chạy án. Theo giải thích, phân tích trước tòa tôi nhận thức hành vi của tôi đúng như cáo trạng, kết luận điều tra đã nêu. Ông Đỗ Hữu Ca xin cảm ơn hội đồng xét xử, viện kiểm sát đã giải thích về hành vi sai phạm của mình và xin nhận tội như cáo trạng đã nêu. Tại phiên tòa, sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đọc bản đề nghị mức án đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca từ 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư bảo chữa cho bị cáo Ca cho rằng mức án đề nghị quá nặng. Theo đó, luật sư cho rằng tội danh của thân chủ mình chưa đến mức cần cách ly khỏi xã hội sau khi nhận 35 tỷ đồng từ vợ chồng Trương Xuân Đức, nhưng chỉ để trong nhà, không chi tiêu cá nhân và chưa tác động đến cơ quan, đơn vị nào để xin chạy tội cho bị cáo Đức. Ngoài ra, việc vợ chồng Đức mang tiền tới nhà bị cáo Ca là tự ý, chứ ông Ca chưa hề yêu cầu mang tới. Số tiền này sau đó bị cáo Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp cho cơ quan công an. Mặt khác, trong thời gian công tác, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã có nhiều thành tích đóng góp cho xã hội, nên đã có nhiều cơ quan đoàn thể, người dân có đơn xin giảm án cho bị cáo Ca. Luật sư bảo chữa cho rằng mức án 10 đến 11 năm tù đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca là quá nặng và đề nghị mức án treo đối với bị cáo này. Sau khi nghe phần bào chữa của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bác bỏ đề nghị án treo đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca. Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, lý do hành vi của bị cáo Đỗ Hữu Ca là đặc biệt nguy hiểm tới xã hội. Bị cáo cũng đã đồng ý với những tình tiết trong bản cáo trạng, 4 lần nhận tiền từ vợ chồng Trương Xuân Đức, thể hiện việc chấp nhận chạy tội cho Đức sau khi Ngọc Anh tới nhà thờ. Trong quá trình tiến hành tố tụng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cân nhắc mức án đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nêu, đối với đề nghị của luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Đỗ Hữu Ca bị phạt tù nhưng hưởng án treo là không có căn cứ chấp nhận vì khung hình phạt đối với bị cáo Ca là từ 12 đến 20 năm. Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cho biết tòa đã nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Hữu Ca. Trong đó có nhiều cơ quan nơi ông Ca từng công tác và địa phương nơi cựu tướng công an sinh sống như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Kinh Giang, quê nhà ông Ca, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng. Trong đơn gửi đến tòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cho biết trong suốt thời gian dài, giáo hội luôn nhận được sự ủng hộ phát tâm từ thiện từ ông Ca. Ông Ca còn có nhiều đóng góp công sức và vật chất để tôn tạo, trùng tu, gìn giữ, phát huy nhiều di tích lịch sử văn hóa của thành phố và các địa phương, đặc biệt là các cơ sở di tích tâm linh Phật giáo. Còn trong đơn gửi đến tòa của Hội Luật gia thành phố Hải Phòng cho biết, trong hơn 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố, ông Ca đã có nhiều đóng góp cho hoạt động và công tác phát triển hội, nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Còn trong đơn gửi đến tòa của Công an thành phố Hải Phòng có nội dung: ông Đỗ Hữu Ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành công an thành phố Hải Phòng. Trong thời gian còn làm việc, ông là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, lãnh đạo chỉ đạo, có ý thức rèn luyện cấp dưới, được cán bộ chiến sĩ quý mến.
Trong giai đoạn ông làm giám đốc công an, đơn vị công an thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Công an thành phố Hải Phòng liệt kê 5 huân chương, 3 huy chương và một số bằng khen của bị cáo Đỗ Hữu Ca tới cơ quan xét xử tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, công an thành phố Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Ca. Ngoài tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần, ông Đỗ Hữu Ca được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng nhận từ vợ chồng ông Đức. Phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có đơn nêu nội dung ông Ca là người con của quê hương xã Kinh Giang, xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, là cán bộ công an giỏi, là nỗi khiếp sợ của tội phạm. Ông Ca đã có trách nhiệm tình cảm với địa phương và có nhiều đóng góp khác cho huyện Thủy Nguyên. Từ những đóng góp cống hiến của ông Đỗ Hữu Ca với sự phát triển chung của huyện, thể theo nguyện vọng của nhân dân, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên kính đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông Đỗ Hữu Ca, đơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên nêu. Khi nhận được đơn và các yếu tố được giảm nhẹ, tòa sẽ xem xét nếu có căn cứ sẽ vận dụng. Sau 3 ngày xét xử và nghị án, 14 giờ ngày 12 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công bố bản án, các tội danh và mức án đối với cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng chùm mua bán hóa đơn VAT Trương Xuân Đức và 10 đồng phạm. Theo đó, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên án mức án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức, người chỉ đạo vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh đưa 35 tỷ đồng cho ông Ca để lo chạy án, bị tuyên mức án 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Đức lãnh mức án 9 năm tù. Theo đánh giá của cơ quan tố tụng tại phiên tòa, vụ án Trương Xuân Đức và đồng phạm là điển hình lợi ích nhóm, sự câu kết giữa doanh nghiệp và một số cán bộ nhà nước gây thiệt hại tài sản nhà nước. Từ năm 2014 đến năm 2021, Đức và vợ Trương Thị Ngọc Anh đã lập, quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10 năm 2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty, Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ vả. Tại nhà ông Ca, Ngọc Anh nhờ cựu Giám đốc Công an Hải Phòng tìm hiểu tác động chạy án cho Đức, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu. Qua trao đổi, ông Ca biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty khoảng 200 tỷ đồng nên bảo Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu cùng một số khoản tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Bị cáo Đỗ Hữu Ca, mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức thoát việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được và nhận 35 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng ý với bản cáo trạng truy tố tội danh của mình là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Hữu Ca là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân được pháp luật bảo hộ, gây ảnh hưởng xấu cho dư luận. Đối với bị cáo Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài bị truy tố tội đưa hối lộ và nhận hối lộ, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất uy tín của nhân dân với cơ quan nhà nước. Đối với tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. Viện Kiểm sát nhận định, các bị cáo đã vì động cơ vụ lợi, móc ngoặc với nhau để hình thành lợi ích nhóm thực hiện hành vi vi phạm nhiều tội. Theo cáo trạng, khi bắt giữ khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ số 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và thôn Trại Trên, Đồng Phản, xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền mặt, ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên Đỗ Hữu Ca cùng vợ là Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác, sổ tiết kiệm mang tên Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác. Về nguồn gốc tài sản, ông Ca và bà Lộc khai, số đồ vật tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, qua lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông Ca và của bà Lộc. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà Lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.
Kết quả điều tra xác minh xác định, mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án, tuy nhiên việc ông Đỗ Hữu Ca và bà Vũ Thị Lộc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh làm rõ. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau.